Hello, xin chào anh em nhé. Đây là MDX140 sản xuất năm 2012. Đang chào bán với giá trên 1 tỷ mốt một chút anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với số máy tôi ghi dưới góc màn hình nhé anh em nhé. Để được biết thông tin, địa điểm, nơi đến xe máy để tìm đến mua nhé anh em. Anh em mà xem thấy hữu ích thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video thấy hữu ích, thiết thực thì hãy nhớ cho xin một like, nhớ ấn đăng ký để theo dõi những cái video tôi đăng về máy xúc, những em máy nào có nhu cầu bán tôi sẽ đăng lên để cho anh em xem và tìm đến và mua nhé. Đây là em 212 sản DX212 anh em nhé. Để tôi đang test thử cho anh em xem đấy. Đây là các hình ảnh chi tiết của MDX2012 anh em nhé. Hay anh em xem thấy ưng thì hãy liên hệ với số điện thoại tôi ghi dưới góc màn hình mọi người nhé. Có cả 209 nhé, 209 tầm 950 triệu anh em nhé. Anh em là có nhu cầu thì hãy liên hệ 209 211 212. Em 212 này đang chào bán trên 1 tỷ mốt một chút anh em nhé. Để anh em xem thấy tích hữu ích thiết thực thì hãy cho tôi xin một like, nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp anh em ở những video kế tiếp nhé. Bye bye. Xin chào tạm biệt tất cả các anh em ở những video kế tiếp nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.